Được chào cả nhà nha. Hôm nay hàng cũng về cũng nhiều đồ rồi, trùng vọng rồi về, nên em cũng quay lên cho anh em đồ ở gần và ở xa rồi cũng biết, có thể là mình lựa chọn những mẫu đồ ăn ý nha cả nhà. Rồi hôm nay xếp đồ câu được miền Tây của em thì mới về, thêm một số trùng câu tôm, trùng lá hay kêu là con hà đó cả nhà, nó mới về ha. Rồi trùng hổ để câu cá cha, câu sông, rồi đồ này trùng hổ bắt luôn nha cả nhà, trùng hổ bắt nha. Đó, đồ thì giờ rất là nhiều luôn, đó là trùng hổ bắt nha, 110g 40.000 đó, trùng hổ bắt đen thường lùi đen thui bao bự luôn đó. Đây là trùng khô tôm, xây cũng khô tôm, cũng vừa vừa khô tôm nha cả nhà. Đây là trùng khô tôm ha, đó là trùng khô tôm, trùng lá rồi 75.000 một hộp. Rồi hôm nay em mới về số dòng dây xịn sò cho cả nhà mình ha. Số núm độ nè, rồi chân trống nó cần dựng thì em mới về là một cái mẫu cần dựng thợ dựng bạn, đây là cần dựng em cũng lấy về em xài luôn rồi, mà thấy đẹp quá thì cũng quay cho cả nhà mình luôn. Màu của nó là màu vàng chanh nha cả nhà. Em tắt đèn đi, em đừng mở lên, mở lên nó bị chói đó. Màu này nó cũng phản quang, nó chói quá cả nhà ơi, khó coi quá. Để em đem ra ngoài thử là sao, nó chói quá, rút cái nó ra giùm anh ơi, rút ra làm đôi. Ra đây coi có bộ dễ hơn. Đó là màu vàng chanh nha mọi người. Đây là cần dựng thợ dựng, quen là phen Fuji. Nó làm kiểu thịnh hành bây giờ là kiểu đề ba ngược cả nhà. Đọt con này là 3.8 nha quý vị. Đọt là 3.8. Nó rất là đẹp nha. Phen Fuji. Đó, bát là Fuji tem vàng. Đây là bát máy. Bát máy là Fuji tem vàng nha cả nhà. Đó. Cần độ dài là 3m15. Đó. Rất là đẹp, rất là nhẹ luôn cả nhà ơi. Tải mồi là 500g đến 1kg nha. Phôi của nó là 3XXXH. Đó. Phôi là Monster Pro Ultra. Đó. Rồi, quay sơ lược cho cả nhà mình xem thôi. Là cần gồm có 7 phen. Đó, 7 phen, tải mồi là 500g đến 1kg. Đó. Thì cây này anh em đánh cháo là ok luôn đó nha. Nó nhẹ mà nó dịu, nó không có cứng. Nó đánh cháo đồ là ok luôn á. Mọi người ở nhà mình xem. Đó, màu vàng chanh. Nó phản quang ánh sáng thôi, hơi khó coi tí xíu nha quý vị. Đó, giá 3.2 nha cả nhà. Nó khớp nối rất là đẹp luôn, nối xuống đây và nó bằng luôn chứ nó không có bự nhỏ giữa hai cây cần luôn nha cả nhà. Nó giá 3.2 ha. Cho anh em nào cần thì inbox cho em được nha. Màu vàng chanh rất là đẹp luôn. Rồi, em sẽ qua một số mẫu dây đánh giải, dây chuyên mà tải cá lớn cho cả nhà mình, rồi những cái bao cần máy để đi đánh giải, và bao cần mà đựng cần không á, túi suông á hay kêu là bao suông á. Thì em có đây là bao Shimano ha. Nó này là 1m68 để đựng cho những cái cần 3m15, 3m2 quý vị. Nó 1m68, 1m65 á, đựng cần 3m, 3m2 á. 3m15, 3m2 thì giá nó là 201. Và 1m55 để đựng cho cần 3m thì giá nó là 200 nghe cả nhà. Này túi này của Shimano. Đó, giải kaki, giải rất là mềm. Đó, rất là dày nha. Đó, bên trong nó có mút nha cả nhà. Đó thì nó có thêm cái túi dựng dựng cần câu. Nó anh em cần thì cứ báo cho em ở đây, nó đóng về gài luôn, em không tháo cho cả nhà mình coi được. Bên ngoài thì nó có luôn túi gác chân trống ha. Bên ngoài thì có túi gác chân trống. Đó, rất là đẹp luôn. Thì 1m55 thì nó là 200.000, 1m65 thì nó là 210.000. Để đựng xe 3m và 3m2. Rồi đây là túi Abu Dhabi. Túi này có 1m4 và 1m6. 1m6 để anh em được cần 3m rồi đó. Thì 1m6 nó là 140, 1m45 là 130 nha cả nhà. Nó để anh em được cần 3m. Phía ngoài thì nó có chỗ gác chân trống luôn. Nó là túi Abu, túi su. Nó màu rất là đẹp nha, màu lính rất là đẹp nha quý vị. Nó màu lính rất là đẹp luôn. Rồi chân trống. Đây là chân trống ốp carbon nha cả nhà. Phía dưới thì nóc nhưng mà nó ốp carbon. Rất là xịn sò nha cả nhà nha. Nó giá 750 một cây.
rất là đẹp luôn, rất là xịn sò luôn nha. Ốp carbon giá 750 một cây nha cả nhà. Em có ba màu, màu đỏ nè với màu đỏ cam, màu đỏ đô với màu xanh dương đó, ba màu nha, giá 750. Còn ở đây là chân trống đai hoa, chân trống mà đầu CNC, đầu đai hoa, thay vì những cái chân trống thường thì đầu nó titan nha cả nhà. Này con đầu CNC đầu đai hoa thì giá nó 250, 250 một cây. Em có màu xanh lá nè, rồi xanh ngọc nè, rồi màu tím, có bốn màu, có ba màu đó cho cả nhà mình ha. Đang quay cho cả nhà mình xem, về số ít để phục vụ anh em thôi đó. Thấy chân trống xịn sò cho cả nhà, rất là đẹp luôn á, quấn carbon luôn, bao khỏe cho anh em để gác cần câu giải luôn á. Giá 750 một cây ha, đó rất là đẹp nha. Rồi túi đựng đồ nghề nè, đựng cá trên khô rồi nè, nó 32.000 size số 4, 28.000 size số 5, bự nhỏ đó. Rồi đặc biệt là hôm nay về dây nha cả nhà. Rồi đây là mẫu dây Isobit game nha quý vị. Đó, mẫu này được anh em mà chiên câu giải nè với câu biển rồi nó rất là phái xài luôn á. Nó dây là rất là đẹp xịn sò, em có ba màu, em còn màu xanh nước biển nữa nha cả nhà. Màu đỏ nè, màu vàng chanh nè với màu xanh nước biển. Thì hôm bữa có anh em nào đặt á, thì cứ báo lại cho em nha. Đó, em có xây 0.4 nè, 0.5, 0.55 và 0.60 ha. 0.4, 0.5, 0.55 và 0.60. Đó, thì có ba màu. Màu xanh nước biển, màu vàng chanh và màu đỏ nha cả nhà. Thì 0.40 thì giá nó 550.000 một cuộn nha. 0.40 thì 550.000 một cuộn. 0.55 thì 600 và 0.6 là 620 nha cả nhà. Đó. Ngoài cho cả nhà mình xem ha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Màu đỏ. Anh em nào thích màu đỏ thì thứ em nha. Đó. Rồi giá 550 và 600.000 một cuộn nha. Anh em cần inbox cho em nha. Loại này thì em không nói nhiều luôn á. Nó tải cá rất là khủng luôn. Ví dụ xe 0.55 là tải 46kg nha quý vị. Đó của hãng cước chuẩn châu Âu, là sản xuất ở Nhật nha. Cước này cước châu Âu nha quý vị. Đó anh em có thể là kháng mặn nè, anh em đi đánh giải, nó câu địa hình nước mặn nước lợ đều được á, nước ngọt đều được luôn. Nói chung là dây này xài thì khỏi bàn luôn rồi. Nhìn cuộn dây thôi độ tinh xảo rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Nó hôm nay muốn bị cảm luôn, nói chuyện mà muốn bị cảm luôn quý vị. Đó thấy chưa, nó hàng được nhập khẩu nha cả nhà. Đó, mã vạch mã đồ đầy đủ cho anh em ở bên dưới nha. Thì em xin nhắc lại nha, em có 4 xay 0.4, 0.50, 0.55 và 0.60 nha cả nhà. Rồi em sẽ qua mẫu này, mẫu tiếp theo nó cuộn của hãng ISO nữa, ISO nữa, ION nữa các bạn. Thì cuộn này là Super ISO. Đó, cước này cũng là cước Nhật nha cả nhà, cước Nhật. Đó, rất là xịn sò luôn. Xây thì 0.60 thì nó cũng bự như thế này, còn 0.50 thì nó cũng nhỏ như thế này nha cả nhà. Nó 0.50 thì cuộn nó nhỏ hơn nha. Tải cá rất là khủng luôn. 0.50 tải 34kg9 nha cả nhà. Nó rất là khủng nha. Ôi dây này thì khỏi nói luôn á. Màu của nó là màu xanh nước biển. Đó, màu xanh nước biển đậm. Nó màu xanh nước biển mà kiểu xanh đậm đó cả nhà. Nó rất là đẹp luôn. Dây này anh em mình đi săn giải săn đồ là cũng ok luôn nha quý vị. Dây này đi câu giải thì cũng khỏi nói luôn rồi. Đặc biệt là chống sắn rất là tốt nha cả nhà. Đó, chống sắn rất là tốt luôn. Thì giá của cuộn mà xây 0.50 là 301 nha quý vị. Còn xây 0.60 là 350. Đó anh em nhanh tay lên giùm em nha. Nó 0.60 là 350, còn 0.50 là 310.000. Nó rất là xịn sò, rất đẹp luôn. Nhìn cuộn dây lên cầm một cái nó ưng ý mà nó đã dễ chịu luôn á nha quý vị. Đó thì em quay lên cho cả nhà mình xem. Này cũng muốn cảm mà bạn ơi. Đó, đi câu ngẹn qua về đuối đuối luôn á. Cho nên là quay cho bạn xem. Với sẵn thông báo là trùng bọng nồi dìa với cần dựng được cũng có cho anh em luôn. Anh em cần dựng thợ mẫu thì dựng đặt cọc trước cho em vài bữa, thì thợ dựng xong thì em báo rồi em giao hàng. Đó. Rồi núm độ nha, giờ được số núm độ cho anh em. Đây núm độ, giá 190.000 một cái. Đó núm độ. Đó nha cả nhà, giá 190.000 một cái ha. Đó núm độ cho anh em. Màu vàng nè, màu xanh nè,
rồi vàng nguyên cái luôn đó, và trắng vàng nó đúng độ như cả nhà đó, giá 190.000 một cái ha. Đó cho nhà mình xong, phía trong thì nó có gòn có đồ nè đó. Rồi tạm thời dạy được số hàng này rồi, tí xíu nữa có thùng máy Ben nó quay nó cho cả nhà mình xem ha. Đó đây là núm độ nha quý vị. Rồi cả nhà mua hàng thì liên hệ em được qua số điện thoại là 0963 890 470 nha. Đó rất là nhiều đồ luôn. Rồi em chào mọi người nha. Đó chống carbon đúng là si, thích thì gỡ thôi chứ biết nào. Đó. Thích thì chơi thôi chứ gì đâu. Rồi chào cả nhà nha.